thao tác cực đơn giản, chỉ khoảng 1 tiếng là có thể tự lắp xong bức tường ốp tấm 3 sóng kết hợp tấm nano Timberman. Như vậy, chúng ta đã hô biến hóa bức tường đơn điệu ban đầu thành bức tường vô cùng độc đáo. Bước 1 tiến hành đo đạc, căn chỉnh khu vực sẽ lắp và cắt tấm ốp theo bản vẽ hoặc ý tưởng mà bạn đã lên ban đầu. Bước 2, lắp tấm ốp định hình đầu tiên. Đầu tiên là vài đường cơ bản, mài giũa cho bức tường phẳng phiêu mượt mà. Bước 3, ghép nối các tấm với nhau. Chúng ta để nghiêng tấm thứ 2 theo mặt phẳng tấm cũ khoảng 30 độ, đẩy hèm dương của tấm 2 vào hèm âm tấm 1, dùng búa hoặc dùng tay đẩy mạnh để hai tấm khít vào nhau, vẫn điểm keo phía sau và liên kết bằng kẽ inox cố định. Ở các tấm tiếp theo thực hiện tương tự như trên, thao tác cực đơn giản nên chỉ khoảng 1 tiếng là có thể tự lắp xong bức tường ốp tấm 3 sóng kết hợp tấm nano Timberman. Bước 4, lắp đặt phào trang trí. Đây là phần tùy chọn để giúp phần thi công của bạn thêm hoàn thiện hơn. Lắp phào giúp che những khuyết điểm ở những vị trí kết thúc và làm nổi bật hơn cho bức vách. Như vậy chúng ta đã hô biến hóa bức tường đơn điệu ban đầu thành bức tường vô cùng độc đáo. Đặc biệt trong tháng 10, Sun Home giảm giá lên đến 25% khi mua tấm ốp nano Timberman. Số lượng có hạn, đặt hàng ngay.